Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat. Và trong video ngày hôm nay, Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản để làm sao các bạn có thể là chạy quảng cáo được với tài khoản của TikTok của các bạn nhé. Và đây sẽ là một cái video hướng dẫn cho bạn là từng bước một rất là chi tiết. Và Sơn cũng tin chắc rằng chưa có ai chỉ cho các bạn cái chiêu này ở bên ngoài kia. Đó, chưa có ai, Sơn cam kết với các bạn luôn. Bởi vậy, các bạn hãy xem hết cái video này. Và Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn là ngay cả khi bạn là một người mới, bạn mới chơi TikTok hoặc là bạn cũng chưa có dành về chạy quảng cáo, thì bạn cũng có thể lên được một cái chiến dịch và bắt đầu chạy quảng cáo được với tài khoản TikTok của các bạn. Đó, thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Ở trong cái video này nó còn đặc biệt hơn nữa, đó là hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm sao bạn có thể là liên kết được với một cái đối tác. Và cái đối tác chạy quảng cáo này sẽ tạo cho các bạn là cái giá thành rẻ hơn rất là nhiều so với việc là bạn chạy quảng cáo trực tiếp ở trên cái tài khoản TikTok ad. Và bên cạnh đấy thì những cái người mà họ sẽ marketing cái video của các bạn đó, là đây là người thật đó, người thật. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái video. Thì đầu tiên ở đây đó là chúng ta sẽ liên kết với một đối tác, và Sơn hiện tại Sơn đang làm việc với đối tác này, thì đó là có tên là Thambuck. Thì trên cái đối tác ở đây thì bạn đó, ngoài cái việc đó là các bạn có thể kiếm được tiền này với cả TikTok, thì trước đây là Sơn đã có rất là nhiều những video ở trên cái kênh YouTube của Sơn hướng dẫn về cách mà bạn có thể là kiếm được tiền với cả TikTok. Và đối tác ở đây là đối tác Thambuck, thì Sơn cũng đã từng làm những video rút tiền trước đó, và Sơn đã rút tiền về rất là nhiều lần rồi các bạn. Cũng có những người bạn họ làm và kết hợp với đối tác này, họ đã kiếm được số tiền là 1-2.000 đô một tuần, thậm chí cũng có một số bạn họ đã kiếm được 5-6.000 đô la một tuần với cái dự án này mà Sơn đã chia sẻ với các bạn hoàn toàn miễn phí nhá. Ok, thì nếu như các bạn quan tâm về cách kiếm tiền với TikTok hoặc là bật quảng cáo kiếm tiền với TikTok thì các bạn có thể xem những nội dung video ở trên kênh YouTube của Sơn. Rồi, thì trong video này Sơn sẽ quay lại vấn đề chính, đó là làm sao các bạn có thể là liên kết với đối tác tên là Thambuck ở đây, và bạn sẽ có thể là tạo ra được những cái chiến dịch quảng cáo. Và cái video này hướng dẫn cho bạn chi tiết. Thì nếu như bạn thấy nó có giá trị và hữu ích với các bạn thì đừng quên bấm một nút like video để ủng hộ những cái video hướng dẫn của Sơn. Và cũng như là các bạn có thể đăng ký kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Rồi, thì bây giờ này, nếu như các bạn mới bắt đầu và chưa có cái tài khoản là Thambuck đối tác này, thì các bạn có thể là bấm vào đường link mô tả phía bên dưới video Sơn có để lại để các bạn đăng ký cái tài khoản đấy. Ở đây thì các bạn hãy chọn cho Sơn vào cái mục sign up. Thì các bạn không có nên chọn là sign up bằng Facebook, mà các bạn hãy tạo một cái tài khoản mới bằng cái tài khoản email của các bạn nhé. Nhập email và cái mật khẩu của bạn, rồi sau đó các bạn chọn và tôi không phải người máy. Sau đó các bạn đã đăng ký thành công rồi thì các bạn quay vào email để các bạn xác thực tài khoản. Thì các bạn sẽ tới cái giao diện giống như của Sơn, được chưa? Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng giao diện bằng điện thoại cũng được, thì nó cũng tương tự như vậy thôi, không khác gì mấy đâu. Rồi sau đó thì các bạn đã chọn vào mục là Advertise, thì các bạn sẽ thấy cái giao diện giống hệt như Sơn ở đây. Thì trong cái phần là Advertise này, các bạn chọn vào mục là TikTok. Sau đó là các bạn có thể là thiết lập một chiến dịch chạy quảng cáo. Thì trong cái phần thiết lập chiến dịch chạy quảng cáo này thì nó có những cái gì ở đây? Đó, có hai mục. Thì một đó là các bạn có thể là chạy quảng cáo để người ta duet với bạn. Đó, duet ở đây đó là tức là họ sẽ share cái video của các bạn, và sau đó thì họ sẽ làm ra những cái video giống như là reaction đó các bạn. Nếu như các bạn là dân TikTok thì các bạn sẽ biết duet là gì, đúng không nào? Và cái hình thức số 2 đó là các bạn nó có thể là quảng bá cái âm thanh của các bạn. Thì đây là một cái nâng cao hơn một chút dành cho những người bạn chưa biết. Giả sử đi các bạn nó vào tài khoản TikTok nhá, thì các bạn nó sẽ thấy rằng là bên tay phải góc dưới màn hình sẽ có một cái đoạn là âm thanh, thì các bạn hoàn toàn có thể quảng bá cái âm thanh nếu như các bạn tự là người upload cái video này lên. Thì bây giờ Sơn sẽ nói cho các bạn nó, giả sử bây giờ Sơn muốn là chạy quảng cáo theo dạng là duet, Sơn chọn nó vào đây. Sau đó thì chỗ này là Sơn sẽ đặt tên cho cái chiến dịch đó. Đó, giả sử đi Sơn sẽ đặt tên chiến dịch này đó là quảng cáo TikTok Sơn Piat chẳng hạn. Đó, giả sử là như vậy, đúng không? Thì Sơn sẽ đặt cái tên quảng cáo TikTok. Sau đó bước tiếp theo này, họ sẽ yêu cầu chúng ta gửi cho họ một cái đường link video mà chúng ta muốn người ta duet với cả Sơn. Rồi, thì bây giờ là Sơn sẽ vào cái tài khoản TikTok này. Đây là giao diện bằng máy tính nhá các bạn, thì Sơn nó có thể là cho nó trực quan hơn. Rồi, thì bây giờ Sơn nó sẽ thử chọn một cái video nào đó mà Sơn cảm thấy rằng mình muốn chạy quảng cáo cho nó đi.
Giờ Sơn sẽ kéo để mình tìm ra video phù hợp nhá. Ok, giả sử đi, bây giờ Sơn sẽ chọn cái video đó là 5 cách, 5 website miễn phí kiếm được tiền trên mạng đi. Rồi thì bây giờ là Sơn sẽ sao chép này, sao chép đường link video này. Sau đó là Sơn nó sẽ dán nó vào đây, dán nó vào đây nha các bạn. Đấy, nếu như các bạn sử dụng bằng điện thoại ấy, thì các bạn cũng có thể là sao chép đường link ở cái phần là chia sẻ nhá. Rồi, bây giờ này, Sơn nó sẽ dịch cái trang này đi, dịch cái trang này đi cho nó giao diện bằng tiếng Việt cho các bạn nó dễ dàng, các bạn có thể là hiểu được ngôn ngữ của họ, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là họ sẽ nói rằng là kích thước đó, kích thước trang đó, và chúng ta muốn là quảng quảng bá là bao nhiêu lượt xem đây đó, bạn có muốn là có một cái phạm vi đó, người ảnh hưởng bằng cái cách nhập số lượng người theo dõi tối thiểu và tối đa hay không. Thì tức là đây là khi mà các bạn đã chạy quảng cáo với danh mục là duet, các bạn muốn là cái người này, cái người mà duet tài khoản cho các bạn đó, thì họ muốn họ sẽ là có được bao nhiêu lượt follow. Thì bây giờ Sơn sẽ muốn là cái người này họ sẽ có khoảng đó là 5.000 lượt follow đi, 5.000 lượt follow trở lên, 5.000 lượt follow trở lên, đúng không nào? Rồi sau đó Sơn sẽ kéo xuống dưới này. Bây giờ giả sử đi, Sơn không có muốn những tài khoản lớn PR cho Sơn nữa, mà Sơn nó sẽ đặt những cái tài khoản nào có lượt follow thấp hơn thôi. Giả sử đi lượt follow khoảng cái này là 10 triệu rồi đúng không? Số lượt follow lớn quá thì giả sử đi khoảng là 500.000 thôi, 500.000 lượt follow thôi. Còn những tài khoản đó là trên 1 triệu lượt follow thì sẽ không có nhận được cái quảng cáo của Sơn chẳng hạn. Rồi tiếp theo này, họ sẽ hỏi rằng những cái người có ảnh hưởng cao cấp liên quan, thì bây giờ là cái giá thầu CPC của bạn sẽ cần cao hơn cho premium để thu hút được những cái người có ảnh hưởng hàng đầu. Thì cái loại quảng cáo này á, khi mà các bạn click vào thì các bạn sẽ trả trả nhiều tiền hơn một tí. Còn ở đây á, là các bạn không có yêu cầu cái tài khoản đó là trong cái tài khoản là premium. Đó, thì bây giờ các bạn hãy hiểu được rằng á, là các bạn chạy quảng cáo với đối tác là Thumbbuck á, thì cái giá tiền bạn bỏ ra rất là thấp. Các bạn hãy hiểu như vậy, rất là thấp, thấp hơn nó thậm chí là cả trăm lần. Các bạn chạy trên TikTok Ads luôn á, nên nó Sơn sẽ không có loại bỏ cái này, Sơn sẽ vẫn giữ nguyên nhá. Tiếp theo này, các bạn muốn chạy quảng cáo trên những cái tài khoản TikTok mà họ đang có sẵn cái danh mục nào. Thì giả sử đây bây giờ mình nếu như các bạn muốn là danh mục cụ thể thì các bạn có thể chọn được danh mục cụ thể, rất là nhiều danh mục ở đây. Nhưng ở đây thì Sơn sẽ không có chọn bất kỳ danh mục nào mà Sơn sẽ để là tất cả, đúng không nào? Sơn để tất cả cho nó số lượng nó lớn. Rồi thời gian mà các bạn đã muốn cái đối tác này á, họ sẽ duet tài khoản của các bạn, đó, duet cái video của bạn trong thời gian bao lâu. Thời gian á, càng ngắn thì số tiền càng rẻ, thời gian lâu thì số tiền mắc hơn tí. Thì bây giờ là Sơn thấy được rằng trong khoảng là video nó sẽ viral trong khoảng là 12 tiếng hoặc là 24 tiếng, thì Sơn sẽ tùy chọn một cái thời gian này để người ta sẽ không có xóa video của mình đi. Giả sử bây giờ Sơn sẽ chọn là video sẽ khoảng là 24 giờ. Rồi các bạn thấy để thấy này, cái video này Sơn nó cố tình Sơn chọn một cái video đó là trong quá khứ Sơn nó đăng lên rất là lâu rồi, nên nó chắc chắn rằng bây giờ nó sẽ không có người xem mới nữa, đúng không? Thì khả năng cao là mình sẽ dễ dàng để mình đo lường xem cái hiệu suất quảng cáo của cái này nó có tốt hay không. Rồi thì bây giờ mình kéo xuống nữa này. Bây giờ này, nó sẽ có rất là nhiều quốc gia nhé, rất là nhiều quốc gia để các bạn có thể chạy quảng cáo này. Bây giờ là chúng ta sẽ target tới nhóm đối tượng là Việt Nam thôi, Việt Nam thôi. Đó. Còn dĩ nhiên nếu như các bạn đó mà có đối tượng đó là cái người nước ngoài, nếu như các bạn muốn bán sản phẩm ở nước ngoài thì cũng được luôn. Nhưng ở đây Sơn đã chọn là Việt Nam thôi nhá. Rồi các bạn có yêu cầu đặc biệt gì không? Cái yêu cầu này á, là để các bạn nó sẽ gửi tới những cái người mà họ chạy quảng cáo TikTok cho các bạn đó. Thì giả sử các bạn sẽ có những cái lưu ý gì thì các bạn ghi vào trong này luôn. Thì ví dụ như bây giờ Sơn sẽ nói rằng là tại vì các bạn nó đang đặt một cái quảng cáo là dành cho rất là nhiều người, và những cái người này là người dùng thật, thì các bạn có thể là gửi tới những cái bài của họ đó. Thì ví dụ như là các bạn nó sẽ nói với họ rằng là yêu cầu là mong muốn duet nó quay mặt, nó quay mặt đó, và nói người dùng đó, người dùng xem video. Hoặc là ví dụ như là tôi sẽ nói rằng là bây giờ là quảng cáo lâu dài đó, hoặc là ví dụ như là một số người đã biết tới Sơn ở trên này rồi, thì Sơn sẽ nói rằng anh em nhiệt tình quảng cáo giúp Sơn nhé đó. Tại vì trong cái cộng đồng này thì cũng có rất là nhiều người biết tới Sơn đó, rất nhiều người biết tới Sơn rồi. Thì ở đây này, trả giá trên 1.000 người theo dõi đó, 1.000 người theo dõi và nhập số tiền. Thì góc độ đây là Sơn cũng đang test cái này các bạn,
hôm bữa cũng test một chiến dịch thử rồi, thì tức là đây nó sẽ các bạn sẽ sẵn sàng trả tiền, trả bao nhiêu tiền cho những cái tài khoản 1.000 người theo dõi. Thì ví dụ như bây giờ các bạn nó 5.000 người, các bạn nhân cái số tiền lên được không ạ? Giả sử nhá, bây giờ này nó đang mặc định là số tiền là 0,05 trên 1.000 người theo dõi. Thì bây giờ nếu như các bạn đã quảng cáo trên cái tài khoản là 10.000 người theo dõi thì cái số tiền này sẽ nhân lên 10 lần đúng không nào? Thì có nghĩa là bây giờ là 0,05 cho 1.000 người theo dõi. Các bạn quảng cáo trên tài khoản á là 100.000 lượt theo dõi đi. Thì nó sẽ là số tiền là 5 đô. Số tiền là 5 đô được chưa nào? Thì đây là cái cách mà các bạn đang đặt giá thầu nhá. Thì giả sử đi bây giờ Sơn sẽ muốn được rằng là Sơn nó sẽ chi cho cái tài khoản quảng cáo này, cho cái video này nó quảng cáo Sơn á, là Sơn sẽ chi ra khoảng là 20 đô đi, 20 đô. 20 đô mà chia cho số tiền là 0,05 thì tức là Sơn nó sẽ được đặt trên nó là khoảng tổng cộng là 400.000 lượt theo dõi. Có thể là sẽ chia ra thành nhiều tài khoản đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ hiểu là 400.000 lượt theo dõi khác nhau. 400.000 lượt theo dõi thì mình sẽ tốn là 200 đô, 20 đô tương đương là 200.000. À, tương đương là 400.000 đúng không nào? Nhân lên như vậy khoảng 460.000 ạ. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đặt cái giá thầu nó sẽ thấp hơn một chút này, giả sử như vậy. Mình sẽ đặt cái giá thầu là khoảng 0.02 đi chẳng hạn, 0.02 đi. 0.02 thì bây giờ nếu mình đặt là 0.02 thì tức là 1.000 người theo dõi thì mình sẽ trả là 0,02 đô. Đấy, 0,02 đô. Được chưa? Thì bây giờ là giả sử đi mình bỏ ra 20 đô chia cho 0.02 đô thì tức là mình nó sẽ được đặt trên tổng là 1.000.000 lượt theo dõi. Được không các bạn? Các bạn hiểu được tới đây không ạ? Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, các bạn có thể comment phía bên dưới để nếu như mà được Sơn sẽ làm ra một cái video tiếp. Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn nhé. Rồi, ok này, bây giờ Sơn sẽ dịch lại phù hợp với nó, đánh bại nó. Ok, thì cái này chúng ta sẽ bỏ qua nhé, tại vì đây nó đang nói về cách để các bạn đặt giá thầu. Trong cái phần tiếp theo thì bây giờ Sơn sẽ cho các bạn hình dung được là họ muốn nói tới một điều, đó là các bạn nó sẽ giới hạn trên một người quảng cáo thì họ sẽ quảng cáo cho các bạn là bao nhiêu trên một người quảng cáo. Thì cái phần này là mình cũng đang test này. Đấy, mình cũng đang test và giả sử đi ví dụ như bây giờ mình muốn là giới hạn trên một người là họ sẽ nhận được khoảng 2 đô thôi, tức là giả sử đi mình bỏ ra 20 đô thì cùng lắm thì mình phải có được 10 người quảng cáo cho mình. 10 người quảng cáo cho mình nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ đặt là ngân sách là 20 đô. Ok. Tiếp theo này, bây giờ là Sơn sẽ nạp tiền, quên, nãy giờ chưa nạp tiền các bạn, chưa nạp tiền thì bây giờ là Sơn sẽ ra. Chỉ sợ là bây giờ nếu như bây giờ bấm gửi đi thì nó reset lại hết. Đó, bây giờ Sơn sẽ nạp tiền cho nó đã. Quay lại cái ngôn ngữ là tiếng Anh đi. Ok, thì bây giờ là nạp tiền nó như sau, các bạn chọn ở mục phân này. Sau đó các bạn chọn vào phần là add phân. Trong cái mục này các bạn sẽ chọn là có thể các bạn sẽ gửi tiền bằng cái thẻ tín dụng này. Thẻ Visa cũng được này, thẻ Mastercard cũng được này. Rồi hoặc là các bạn chọn qua là Bitcoin. Thì bây giờ Sơn sẽ nạp bằng credit, credit đó, Visa hoặc là Mastercard nhá. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn là số tiền mà các bạn muốn bỏ tiền vào. Bây giờ Sơn nạp vào 50 đô đi, 50 đô. Trong tài khoản Sơn đã có sẵn là 5 đô rồi, nhưng mà chưa đủ 20 đô. Rồi sau đó thì các bạn đang nạp cái số cạc của các bạn vào nhá. Cái thẻ tín dụng á, thì đây là cái cạc number là số cạc này. Và đây là cái ngày ngày tháng kết thúc này và cái CVC có nghĩa là ba cái số cuối á. Ok, thì bây giờ Sơn sẽ nạp cái số tiền của Sơn vào. Rồi Sơn đã nạp xong số tiền rồi nha các bạn chú ý này. Khi mà các bạn đã chọn thì các bạn sẽ chọn là bấm vào phần là add fund nó xong. Thì ngay lập tức nó nạp cho Sơn vào tổng cái ngân sách Sơn đang có là 58 đô rồi nhá. Đây, đây là cái lịch sử mà Sơn đã chọn vào thanh toán. Các bạn cũng có thể là bấm vào cái PDF ở đây, nó sẽ ra được cái thông tin mà các bạn, nó giống như cái biên lai á. Rồi thì bây giờ Sơn sẽ quay trở lại cái mục là mục quảng cáo của Sơn. Thì bây giờ khi mà quay lại cái mục quảng cáo á, để xét được lại cái quảng cáo này, bây giờ Sơn sẽ quay trở lại với cái tài khoản mà vừa nãy Sơn sẽ làm xong thông tin rồi. Thì bây giờ là sau khi mà đã nạp tiền xong rồi thì bây giờ Sơn sẽ chọn vào mục là submit, đợi một chút để nó quay. Đấy, thì Sơn nó nghĩ rằng là trong quá trình mình làm như vậy á thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vướng mắc dành cho những người bạn mới. Thì hy vọng rằng trong quá trình mà làm như vậy á thì các bạn nó có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở phía bên dưới video và sau đó thì Sơn sẽ làm ra một cái video hướng dẫn
và cũng như là review lại trong cái quá trình mà mình đã chạy quảng cáo như thế nào nhé. Các bạn cũng có thể là chọn vào cái mục là Statistics này. Đây là cái mục để các bạn có thể là coi lại được những cái dữ liệu quảng cáo trong quá khứ trước đây, để các bạn nó sẽ đánh giá được lại cái mẫu quảng cáo của bạn nó đang hiệu suất như thế nào, để sau đó các bạn có biết được rằng các bạn nên tăng ngân sách hay là giảm ngân sách đi. Và cái mục là My Campaigns ở đây thì các bạn cũng sẽ biết được rằng những cái quảng cáo nào mà các bạn cũng đã chạy trong cái quá khứ đó, hoặc là những cái mẫu quảng cáo nào mà họ đang duyệt cái quảng cáo của bạn. Đấy, thì đây cũng chính là một trong những cái cách để làm sao đó các bạn có thể là chạy quảng cáo với TikTok với một cái số tiền ngân sách cực kỳ thấp. Và Sơn sẽ có những cái video trong thời gian tới hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết hơn, cũng như là những cái cập nhật update mới về cái cách để các bạn có thể chạy quảng cáo được với cái nền tảng đó là Thumbbuck ở đây. Thì các bạn cũng có thể là theo dõi cái kênh YouTube của Sơn, cũng như là đặt bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan để các bạn có thể là Sơn có thể giúp được cho các bạn trong cái thời gian tới. Đó, thì các bạn hãy tham gia vào trong cái group mà Sơn có để lại cái thông tin ở đằng phía bên dưới ở phần mô tả video này, cũng như là cái phần đó là cái kênh YouTube của Sơn, các bạn có thể đăng ký kênh YouTube. Thì bây giờ là Sơn đã thiết lập xong cái tài khoản quảng cáo rồi đó, và mình cũng đang đợi xem rằng là cái kết quả chiến dịch nó như thế nào, sau đó thì Sơn sẽ có những cái thông báo mới nhất để gửi tới cho các bạn nhé. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và nếu như anh em nào mà đang kiếm tiền với cả Thumbbuck thì anh em cùng vào để làm chiến dịch thôi. Thì nếu như anh em làm được đúng cái chiến dịch của Sơn thì hy vọng rằng anh em sẽ làm nó hết sức để làm sao đó mình sẽ ra được những cái nội dung nó chất lượng hơn, cũng như là sau này mình sẽ tìm tới nhiều cái đối tác họ sẽ chạy quảng cáo để anh em có được thêm nhiều kèo. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Sơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.